Những thiết bị này con hoàn toàn có thể hỗ trợ cho nhà thương. Nhập từ nước ngoài về, nhưng mà giá cả rất là phải chăng. Có thể nhập kháng sinh penicillin nữa nè, tốt quá. Đây nè, bác xem đi. Dạ thưa bác. Bác sĩ Quỳnh. Bác sĩ Quỳnh á, tháp tùng với cậu sĩ đi chọn thiết bị y tế và thuốc men của nhà thương mình nha. Để khi khác được không bác? Bây giờ con đã có chút chuyện bận. Quỳnh, em làm gì em gặp anh tránh như là tránh tà vậy? Thì anh tà thiệt mà. Bác sĩ Quỳnh không nên nói như vậy. Cậu sĩ đây á là mạnh thường quân quý báu của nhà thương mình. Cô không nên làm mất lòng cậu sĩ. Dạ xin lỗi bác. Xin lỗi sĩ vì sự lỗ mãng của tôi. Không sao, bác đừng lo. Con sẽ tháp tùng cùng với lại bác sĩ Quỳnh đây đi khám bệnh cho bệnh nhân. Sẵn tiện khảo sát cơ sở vật chất của nhà thương mình luôn. Cô cần cái gì thì thêm luôn một thể. Như vậy thì tốt quá. Nhờ cậu sự giúp đỡ của cậu sĩ đó thì nhà thương sẽ chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân khỏi bệnh nữa. Thôi chào cậu sĩ nha, bác đi nha con. Dạ thưa bác. Mình đi em. Anh đi trước đi, tôi còn chút chuyện phải làm. Quỳnh à, bây giờ anh làm cái gì thì em mới có thể chấp nhận anh. Anh không cần làm gì hết thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Anh sẽ chia tay với em luôn chứ? Làm gì có. Dù lý tưởng anh như thế nào, anh cũng không muốn mất em. Kỳ vậy ta, nhìn sao cũng không thấy giống cô ấy đang bị gượng ép, mà còn ngược lại nữa kìa. Đây là sân nhà thương, với em còn đang trong ca trực mà. Nhưng mà em chưa trả lời anh. Em hết giận hay chưa? Coi ánh mắt tình tứ kìa. Thì ra là hai người bọn họ có tình ý với nhau. Cứ đợi đó, thằng thiện sĩ này sẽ không chịu thua đâu. Nếu mà em còn giận anh á, thì em đâu có đứng đây với anh. Vậy bây giờ anh mời em đi ăn hả? Không lẽ cái tên nhà văn Duy Long đó cũng đang theo đuổi bác sĩ Quỳnh giống như là mình? Để tôi coi mấy người vui vẻ được tới bao giờ. Ai cũng bắt mình ngưng viết tiểu thuyết hết. Bác Hai và Quỳnh thì dễ hiểu rồi. Còn ở tòa soạn thì chắc hẳn phải có lý do sâu xa hơn. Có khi là do cả một thế lực nhúng tay vô. Mình nhất định phải tìm hiểu cho ra mới được. Biết đâu lại tìm được thứ mà mình muốn tìm. Ông nói vậy là sao? Ông hứa với tôi như thế nào? Thật sự là bây giờ cái chuyện này là do cậu Long. Cậu Long, cậu nói cậu cứ để suy nghĩ hoài. Thế nên thật sự là giờ tôi cũng biết phải làm sao. Ông là chủ bút mà. Ông thừa sức làm chuyện đó. Dùng cái đầu giùm tôi đi. Tôi cố gắng tôi tính rồi làm cách nào. Dạ. Đúng như mình dự đoán mà. Có kẻ sau lưng giật dây ông Phú, nên ông ấy mới ra giá với mình như vậy. Để xem kẻ gây chuyện sau lưng mình là ai. Biết đâu cũng chính là kẻ từng hại cha mình trong quá khứ. Vậy để chúng tôi sẽ kiếm cách nha. Hình như có người nghe lén. Để tôi ra ngoài xem sao. Tưởng ai xa lạ. Thì ra người muốn tôi dừng viết câu chuyện lại là ông à. Đúng.
chính là tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tại sao không vô trong nói? Tôi cũng có chuyện muốn gặp chủ bút ba mặt một lời. Chuyện này là lý do riêng tư, nên tôi muốn nói chuyện riêng. Cậu đi theo tôi. Tôi xin lỗi cậu vì tất cả mọi chuyện. Tại vì con gái của tôi còn nhỏ tuổi quá, với lại năm nay nó thi tú tài nữa, mà nó hâm mộ cuốn tiểu thuyết Ngôi Miếu Quan Khóc này, nên nó có thể nó bị sợ hãi và phân tâm, nên tôi mới làm những việc này. Thì ra anh là một người cha thương con. Tôi có một yêu cầu này có thể là hơi vô lý, nhưng mà cậu có thể ngừng viết cuốn tiểu thuyết này không? Chuyện này thì để tôi suy nghĩ. Và nếu như tôi vẫn tiếp tục viết, tôi sẽ gửi cho con gái anh một tấm bưu thiếp do chính tay tôi viết. Hy vọng cô bé sẽ tập trung vào chuyện học hành. Cậu đúng là một người tốt mà. Tôi hơi ích kỷ vì yêu cầu này. Một lần nữa tôi xin lỗi cậu. Không sao đâu, tôi hiểu rồi. Đừng tự trách bản thân mình nhiều quá. Tôi cảm ơn cậu. Cũng may là cậu đã lành trí, để tôi khỏi phải giáp mặt tay nhà văn đó. Dạ, em biết anh á, không thích gặp người lạ mà. Làm tốt lắm. Chẳng bỏ công bao nhiêu lâu nay, tôi coi cậu giống như là cánh tay phải đắc lực của tôi vậy đó. Mong là những lời em nói với tên nhà văn đó có thể thuyết phục hắn đừng viết tiểu thuyết nữa. Tôi cũng mong là như vậy. Chứ nếu không á, lão phố đó đừng hòng mang tiền của tôi. À, mai tôi đi công tác xa, cậu ở lại chăm sóc công ty giùm tôi. Con Long ơi, có thư nè con Long ơi. Có thư gửi cho cậu nè con Long. Dạ. Cảm ơn anh. Thôi tôi đi nha. Dạ. Mình học luật chứ có phải là học kế toán đâu, mà cứ bắt mình đọc mấy cái sổ sách, giấy tờ toàn là con số không à. Mới nhìn vô là đã nhức đầu rồi. Chán muốn chết. Biết vậy hồi nãy mang theo quyển tiểu thuyết của anh Duy Long đọc còn sướng hơn. Ai đó? Là chị á hả? Làm tôi còn tưởng ba tôi hết cả hồn mà. Có người gửi thư cho chị, tôi thấy tiện nên mang lên phòng giùm. Ủa, sao chị không để dưới quầy lễ tân đi, rồi tôi đi về tôi ghé ngang tôi lấy luôn cho nó tiện. Chị mang lên đây á, lỡ không có tôi ở đây là ba tôi đọc cái lá thư này rồi sao? Tôi biết không có giám đốc ở đây nên mới mang lên cho chị đó. Ừ. Thôi tôi đi ra nha. Cảm ơn chị. Kiếm chuyện vô gặp ba mình thì có. Gửi Ngọc Hân. 10 giờ tối mai tại nếu ông ba. Ủa, ai lại hẹn mình ở miếu ông ba? Mà tới miếu ông ba làm gì? Có khi nào á là anh Duy Long ảnh hẹn mình tới miếu ông ba để tâm sự nói chuyện không ta? Mà anh Duy Long anh hẹn mình tới đó làm chi ta? Đêm hôm khuya khắc, lỡ anh động tay động chân. Thôi không được, không được, không được. Không được nghĩ như vậy. Nghĩ bậy, nghĩ bậy, nghĩ bậy. Anh Duy Long nhất định không phải là người như vậy. Anh hai. Ủa, ủa sao lại ở đây? Em tới đây để tìm anh nè. Giờ để ở đây làm gì? Thì tới đây cái này nè. Đó, anh đọc đi. Tất cả từ đó mà ra đó.
Ngôi miếu oan khóc, tiểu thuyết nhiều kỳ của tác giả Duy Long. Lại là cái tên nhà văn Duy Long đáng ghét này. Ủa, anh nói ai đáng ghét vậy? Thì không có gì, mà cái chuyện này có liên quan gì đâu. Đó, ba đã không thích cái chuyện này rồi còn lôi ra nói với anh làm cái gì? Nói chung á là em đem cái chuyện này ra chỉ là một cái cớ em gợi ý cho anh hiểu thôi, chứ em cũng đâu có bắt anh đọc. Dài dòng quá, muốn nói gì á đâm thẳng vô vấn đề đi. Anh hai, em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Anh hứa giúp em nha. Anh bận lắm. Không. Được thôi, nếu mà anh hai đã bận uống cà phê đến như vậy thì em sẽ về em nói ba cho anh thêm việc để anh đỡ bận. Ê, ủa vậy là sao? Thì là em sẽ về em mét ba toàn bộ sự thật. Em mét ba là đến công ty anh không có làm cái gì hết trơn á. Anh còn trốn khỏi công ty đi uống cà phê lâu lâu. Anh còn đi về Long Xuyên chỗ nhà chị Quỳnh để mà cua chỉ. Muốn nhờ cái gì? Nói đi anh giúp. Thì em muốn nhờ anh giúp á. Em sẽ đi về Long Xuyên. Anh nói dối ba, cháu kín bí mật này giúp em nha. Thôi anh đi về công ty đi. Thôi mà anh ha. Cái gì nữa? Ơi, giúp em lần này đi mà, năn nỉ đó. Bây giờ anh chỉ cần nói với ba là em đi Đà Lạt thôi là được rồi mà, đâu có gì đâu. Em nhất định phải đi. Lần này là anh Duy Long hẹn em, sáng ngày mai em phải đi với ảnh. Cái gì? Mày nói gì? Duy Long hẹn hả? Ừ, chính thức hẹn hò. Thế được rồi, anh sẽ giúp em. Sắp tới á, anh cũng lên chi nhánh ở công ty ở Lâm Đồng. Anh sẽ nói với ba là cho em đi thêm. Nhưng thật ra thì em đi miền Tây. Đúng rồi đó. Em hết việc rồi em đi đây. Cảm ơn. Anh chờ em lâu chưa? Hôm qua em có gửi hủ tiếu tự làm á. Anh ăn thấy ngon không? Ngon, ngon lắm. Chắc là hôm nay anh phải chờ em về sớm rồi. Anh có hẹn nghĩ ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới cho chú Phú. Vậy cũng tốt. Nhưng mà hôm qua em gặp người cùng quê, người ta có nhắn là má em không được khỏe, kêu em về thăm. Anh có muốn đi cùng em không? Vài bữa nữa có được không? Tại mấy bữa nay tòa soạn bận lắm. Anh sợ anh đi không được. Nếu mà gấp quá thì em về thăm má Bình trước đi nha. Không sao, còn nhiều dịp mà. Mai em về một mình cũng được. Giờ mình đi ha. Mình đi. Ủa chú ba tới chưa vậy? Sao chú cứ đi vòng vòng rồi vậy chú ba? Con mỏi chân rồi hả? Thôi mỏi chân về, mai tính tiếp con ơi. Ý, đâu có được. Ngày mai á con phải về Sài Gòn rồi, con ở đây lâu quá ba con biết là chết con luôn á. Nhưng mà bây giờ chú ba mỏi chân quá, chú ba đi không nổi luôn á. Về đi. Thôi ráng đi mà, dẫn con đi đi. Chứ chẳng lẽ con lặn lội từ Sài Gòn xuống dưới đây rồi con về tay không? Ai nói con về tay không? Nếu mai con về á, con ghé Bắc Mỹ Thuận á, con mua mấy chục nêm nè, với mấy bịch bánh phồng, đem xách tay đem về, đâu có đi tay không đâu. Chú tào lao quá, chú nghiêm túc đi được không? Chú nói thiệt luôn á. Nè, chú mà không dẫn con đi á là con mét ba. Chú dụ con vô miếu ông ba xin xăm. Trời ơi, Hân, con làm nghề bán bánh tráng còn nướng hồi nào vậy? Con nói chuyện con lật qua lật lại như bánh tráng nướng vậy đó. Con thích vậy á, vậy chú có dẫn con đi không? Thì đi gì đi. Nhưng mà con đừng có nói cái chuyện đi miếu này cho ba con biết nha. Ba con kỵ cái miếu ông ba này lắm. Con biết rồi, dẫn con đi nha. Đúng là mắc nợ con nhỏ này mà. Bây giờ dắt nó đi cũng khổ, mà không dắt nó đi cũng khổ. Bây giờ mình phải làm gì ta? Không được rồi, rồi tới miếu rồi, mình không để con nhỏ này nó tới đó được. Lỡ có chuyện gì ai chịu đây? Giờ đi đường nào? Đường này hay đường này? Ui da, có bị gì vậy? Con cầm cái đèn chú ơi. Gì vậy? Tự nhiên chú ba đau bụng quá. Để chú ba chạy tới đó chút. Chú ba!
Trời ơi, sao tự dưng chú ba đi bỏ mình đây mình ôm vậy? Tức thùi không? Nó biết sợ rồi, hy vọng nó sẽ quay về. Thôi chết, chú ba dạo này có cái tật hay quên, bị lãng nữa. Lỡ một hồi á hả, đi đi gì chổng á, rồi bỏ mình ở đây rồi sao? Không được, nãy giờ mình với chú ba đi lâu lắm rồi, chắc là cũng xa nhà dữ rồi đó. Bây giờ vòng về cũng không được. Thôi kệ, mình đi mình luôn. Mất quá thì đi tới sáng, mà cũng không tới thì mình về nhà luôn, không cần phải quay qua nhà chú ba nữa. Đừng này. Nó đi thiệt luôn rồi. Con nhỏ này lì thiệt chứ. Trời Hân ơi, khổ con ghê luôn á. Trời ơi, con nhỏ này lì thiệt chứ. Trời đất ơi, đâu có ngờ đọc ở trên báo là đã đáng sợ lắm rồi. Đi thực tế nó còn đáng sợ hơn như vậy nữa. Sao vô trong đây lạnh dữ vậy nè? Cái gì mà khói mịt mù vậy? Mấy ông ba ở đây rồi. Sao xung quanh tối thui vậy? Thôi đi về. Mà không được, đã cất công tới đây rồi, chết thì cho chết luôn. Mày làm được mà Ngọc không? Ghê vậy trời. Ủa, sao nói ông ba ông chết oan? Chết oan gì mà thờ cái miếu bự dữ vậy? Mà nhìn trong đó cũng không có bà dị gì hết trơn á. Đúng là miếu ông ba thiệt rồi nè, y che như bức hình đăng trên báo luôn. Mừng quá, con tìm được ông rồi. Ông ba ơi, con rất là thích câu chuyện của anh Duy Long. Con cũng rất là ái mộ và thích anh Duy Long nữa. Nếu như mà ông ba họ thật sự hiển linh như trong chuyện viết, thì con cầu xin ông ba hãy phù hộ cho con có thể tìm ra được chân tướng của sự việc để giúp anh Duy Long nha. Con cầu xin ông ba phù hộ cho con. Con tên là Ngọc Hân. Anh ở đây em mừng quá. Anh còn là ân nhân cứu mạng của em nữa. Em cảm ơn anh.
đâu không gặp cô vậy? Không, không phải là tình cờ gặp đâu, mà em cố tình tới đây á. Cố tình tới đây? Đêm hôm như vậy cô tới đây một mình, không sợ nguy hiểm hả? Anh ấy hỏi như vậy tức là anh không có biên thư kêu mình tới. Có khi nào người đó muốn ngầm giúp mình gặp được anh ấy? Em tới đây để tìm ý tưởng giúp anh nè. Tìm ý tưởng giúp cho tôi? Tôi nhớ đâu có nhờ vả cô. Là em tự nguyện. Em nghe nói á, anh định bỏ ngang câu chuyện này, nhưng mà thật sự nó rất là hay. Nó giống như là một câu chuyện có thiệt vậy đó. Nếu mà từ bỏ thì uổng dữ lắm. Cô gái ngốc, nhà văn người ta viết chuyện hư cấu thôi, chỉ có những độc giả khờ khạo như cô mới tin là câu chuyện có thiệt. Em mặc kệ, chỉ cần là câu chuyện của anh Di Long viết á thì câu chuyện nào em cũng thấy hay hết á. Như vậy là mù quáng đó. Mù quáng cũng được, không sao hết. Nhưng mà anh Di Long, em nói cái này nè, thật sự em thấy câu chuyện của anh viết nó rất là hay luôn á. Nó giống như là một câu chuyện có thiệt ở ngoài đời thật vậy đó. Hồn ma không đầu, bị vợ phản bội rồi giết chết, vừa đáng sợ mà lại còn vừa đau lòng nữa. Người giết giống như là một người dẫn chuyện, là truyền nhân của hồn ma, nói ra hết tất cả những uất ức, những trăn trở. Nó làm cho độc giả cảm thấy... Cô im đi. Tôi không cần cô đồng cảm, cô không cần cô giúp. Chuyện của tôi và cuộc đời của tôi cũng vậy. Anh Duy Long! Anh Long! Anh Long! Gì vậy? Đúng rồi, anh đứng đây đợi em tí xíu nha. Đừng đi đâu hết nha. Nhớ nha, đừng đi đâu nha anh. Cái gì vậy? Nà! Đứng đó đợi em đi! Nà! Xong rồi, xong rồi. Em quên cái đèn. Cô muốn cái gì nữa đây? Anh nói như vậy á, có nghĩa là cái câu chuyện đó thật sự là của anh đó hả? Đâu có. Tại hồi nãy cô làm tôi liệu. Từ đây về sau cô đừng theo tôi nữa. Đừng có can dự vô cuộc đời tôi. Anh Long, cho dù anh không cho thì em nhất định cũng sẽ làm tới cùng. Em không có bỏ cuộc đâu. Chắc chắn em sẽ tìm ra được sự thật đứng ở đằng sau ngôi miếu này. Em là độc giả duy nhất của anh có thể làm được điều đó. Và em tin điều đó có lợi cho anh. Cô đúng là lạ lùng mà cứng đầu thiệt. Ừ, đúng rồi. Đầu của em á không những cứng mà còn lì nữa đó. Anh coi, tôi thua tôi thuộc vậy mà em dám tới đây một mình là anh hiểu sao rồi. Không có người hâm mộ nào làm được điều đó như em đâu. Hâm mộ là tốt, nhưng hâm mộ một cách mù quáng như cô không tốt chút nào. Mà anh Long, em nói nghe nè. Hôm trước á, anh nói là anh sẽ cho độc giả biết sự thật hung thủ là ai ở kỳ báo sau. Bây giờ thì anh lại bỏ ngay như vậy. Chẳng lẽ anh muốn là một người thất hứa hả? Vậy tại sao cô không chờ tới kỳ sau mà đọc, mà tới đây làm gì? Anh nói như vậy có nghĩa là sẽ có kỳ báo sau hả? Anh Long, em mừng quá. Anh nói như vậy em mừng quá à. Vậy là anh làm gì vậy? Em chỉ muốn ôm anh một cái cảm ơn thôi mà. Cảm ơn là bằng lời nói được rồi, không cần phải hành động đâu. Cảm ơn anh. Cô đúng là lạ lùng. Mà nè, tôi không cần biết là cô muốn tìm kiếm gì ở đây, nhưng mà trời tối như vậy, đáng lý ra cô phải đi hai người chứ. Một mình cô vậy không sợ hả? Ừ, thì thực ra em đi hai người mà. Em đi với chú em nữa. Nhưng mà tự dưng á hả, tới đây cái chú em đi đâu mất tiêu, bỏ em mình nè. Chú gì kỳ cục vậy? Thì bởi chú em kỳ cục lắm á. Anh đừng có kỳ cục như chú em nha. Hay là bây giờ anh đưa em về nhà đi. Cậu nhất định không được dừng giết Tiểu Thiết đó. Còn một chuyện nữa, lần trước tôi đã tới, nhưng vì cậu dẫn người đến cùng nên tôi muốn hẹn cậu lại. Hẹn cậu 11 giờ khuya mai ở miếu ông Ba, không gặp không về. Lần này có mặt của Hân, chắc chắn hắn cũng lại cho mình leo cây. Đi mà anh Long. Cái gì vậy? Đưa em về nhà nha. Em năn nỉ anh á. Nhanh Long. Nhà cô ở đâu?
Vậy là anh đưa em về nhà thiệt á hả? Mừng á, vậy anh đưa em về Sài Gòn nha. Cô điên hả? Tôi còn nhiều công việc ở đây lắm. Nếu vậy thì anh cứ làm công việc ở đây đi, khi nào xong á thì em về Sài Gòn chung với anh cũng được. Tôi công việc đang đang đê đê lắm, cô không chờ tôi được đâu. Nhà cô ở đâu, người thân cô ở đâu, nói đi tôi đưa cô về. Vậy thôi, anh đưa em về nhà chú ba của em đi. Nhà chú ba em ở ấp 5 á, mà đường đi thì em không có biết. Vậy theo tôi. Anh không biết đường luôn á hả? Sao anh tài quá vậy, cái gì anh cũng biết hết vậy? Đường đi trong miệng nè, không biết thì hỏi. Hỏi, hỏi tới sáng luôn cũng được. Mình đi anh. Ê chết, anh Long. Cái gì nữa? Anh đứng này đợi em nha. Em quên cây đèn. Đi anh, cứ mỗi lần mà gặp anh đó hả, là em run hết trơn, rồi em rối tùm lum tà la hết á. Gặp cô cuộc đời tôi rối thì có. Bỏ tay tôi ra được không? Đi chung là được rồi. Đi đâu vậy trời? Thiệt, bỏ nó đi về thì không đành, mà bây giờ đi vô trong miếu sợ gặp ba Thành. Ủa, nó đi với thằng nào vậy ta? Cái gì vậy? Ủa sao không? Cái gì vậy? Không có, em giả bộ la lên vậy coi anh có lo không á. Cô rảnh quá hả? Anh Duy Long, lên đây, đi sát sát lại đây, sợ. Có gì đâu mà sợ. Sợ chứ. Sợ được rồi, đâu cần phải nắm tay nắm áo tôi đâu. Thì sợ phải nắm chứ, anh kỳ quá. Đây nè. Cái gì? Chỗ này nè. Cái chỗ này á là cái chỗ hồi nãy chú ba em bỏ em ở đây á. Còn từ cái chỗ này á mà đi về nhà của chú ba em á thì đường đi nó ngoằn ngoèo sao em không có nhớ. Mà tôi thấy chú cô cũng kỳ thiệt á. Tự nhiên là bỏ cô, mà cô là con gái nữa chứ. Lỡ chuyện gì xảy ra thì sao? Anh đừng có nghĩ chú ba em vậy. Bình thường á chú em chẳng bao giờ bỏ em hết á. Chắc là hôm nay chú em bị gì đột xuất thiệt ở chỗ đó, giờ chú em không bao giờ như vậy hết trơn á. Có chuyện gì đột xuất á cũng không được bỏ cô nữa. Cô là con gái, chỗ lạ nước lạ cái vậy. Thật sự tôi không biết á, ổng có phải là chú ruột của cô không nữa, hay là chú cuội á. Thằng ôn dịch này. Thì bây giờ có anh rồi nè. Thôi được rồi, để tôi vừa đi vừa hỏi đường tôi đưa cô về. Được. Không cần đây. Để tôi đưa cháu tôi về. Còn mày đi về một mình đi mày. Trời ơi chú ba, chú đâu xuất hiện vậy? Cái lúc mà con cần chú thì chú biến đâu mất tiêu. Còn bây giờ lúc mà người ta không cần tự dưng xuất hiện phá đám mà. Mà nè, mà chú ở trong đó làm gì? Chú đừng có nói với con là nãy giờ chú chưa xong luôn nha. Không, cái đó xong lâu rồi. Tại chú bị ma bắt, mới thả chú ra. Ma nào mà dám bắt chú? Ma nhìn thấy mặt chú là sợ chạy 8 mét rồi. Thôi, đi về con. Đi, còn mày, đi về nha mày. Tao không cần mày. Chú, con mới cứu cháu gái chú đó. Kệ mày chứ. Tao quê mày rồi nha mày. Mày dám nói tao là chú cụi hả? Mày dám nói tao không phải là chú ruột con Hằng hả mày? Ủa, chú ba, sao chú bị ma bắt mà chú nghe được hết trơn vậy? Ừ, chú bị ma bắt, chứ ma ở đâu bịt lỗ tai chú đâu. Cái gì chú có nói cũng được á, hên là hồi nãy con không nói xấu chú. Ừ, con nói xấu chú đi, chú từ con luôn. Cổ tính nói mà nói không kịp á, tại chú ra sớm quá. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đi về đây. Thôi được rồi, bây giờ có chú cụi của cô rồi, tôi trả cô cho chú cụi đó. Mày chú cụi không? Anh Long. Nè, hả? Chú mày. Nghe câu hỏi. Ủa, con gặp Long đâu vậy? Thì trong miếu chứ đâu. Con không có gần gũi nữa nghe chưa? Chú còn nói nữa, chú có biết hồi nãy chú để con ở đây một mình, người ta cứu con đó. Con bị cái gì mà cứu con? Chú còn nói nữa. Nè chú cầm đi, chú để con ở đây một mình nè. Chú có biết con vô miếu hả? Con gặp một cái tên côn đồ. Thằng côn đồ làm gì con? Nó đè con xuống gốc cây rồi nó... Rồi con có sao không? Thì hơn là cái anh Duy Long á, anh cứu con, anh quýnh lên nè. Không phải, anh nói vậy nè. Đừng có diễn tả nữa, diễn một hồi chú mềm như trái chú luôn á. Đáng đời chú, ai kêu chú bỏ con chị. Mà chú ba, chú có thấy con với anh Duy Long á giống như là có nhân duyên tiền định như từ kiếp trước không? Nên bây giờ mới gặp nhau, rồi còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa.
Này nghe, chú cấm con nghe, không có duyên nợ gì với cái thằng đó hết nha. Sao vậy? Cái thằng đó mới cứ nhìn cái mặt thôi là thấy chữ gian ở trên mặt nó rồi. Chú vô duyên quá. Mà con á, tranh thủ mai về Sài Gòn đi, để ba con biết được á là lớn chuyện á. Con nói với ba con đi Đà Lạt mà. Đi Đà Lạt thì cũng phải có ngày về, không lẽ con đi luôn? Biết rồi. Con mà về trễ nha, ba con nghi ngờ nghe. Hỏi thằng Phi là lồ đã chành bành tá bẹ hết trơn. Hỏi ai? Hỏi chú Phi á hả? Ừ. Không. Không bao giờ hỏi chú Phi mà ba con biết được một cái gì hết. Bởi vì chú Phi là người của con, là phe của con. Thôi con, đừng có tự tin quá con. Ông bà xưa mình nói á, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Nói cho con biết như vậy đó, mà chú nhìn cái mặt bằng Phi á, chú cũng thấy nó gian y chang thằng Long vậy nè. Thôi mệt chú á, có chú gian thì có không có ai mà bỏ con giữa đường giữa chợ gì hết trơn á. Đi về đi, đi về con ơi, để chú đưa con ra bến xe. Con đã nói là con không muốn về mà cứ ép hoài. Trời ơi, về đi chứ ba mày biết được á, chẳng những ba mày giết mày còn giết con tao luôn á. Chú không nói, con không nói làm sao ba con biết được. Mà nói hay quá, ba mày ghê lắm, có con mắt ăn sọt nè. Chú làm như là thánh vậy. Xe kìa con. Ô, anh Di Long. Ủa, gặp anh ở đây trùng hợp quá vậy. Ủa, mà sao anh nói với em là anh về Sài Gòn, giờ còn đây? Thì bây giờ anh về nè. Thôi về đi con, đi ra xe nè, nè, anh Long, nếu mà anh về Sài Gòn anh cho em quá gian nha. Đâu có được, đây về Sài Gòn xa lắm. Tôi đi xe máy, cô ngồi xe máy sao chịu nổi. Đúng rồi, con ngồi xe máy đó con xỉu luôn á, đi về đi. Chịu nổi mà. Người ta đã không cho có gian rồi, mình con năn nỉ làm chi vậy mà, không mắc cỡ hả? Con mặc kệ, con phải có chuyện muốn nói với anh Di Long. Anh Di Long, em phải hỏi anh cái chuyện này cho ra lẽ mới được. Nguyên một đêm qua em nghĩ hoài, em tức lắm. Rõ ràng anh là người viết thư hẹn em tới miếu mà, sao anh còn chối nữa? Tôi nói rồi, tôi không có viết thư hẹn cô tới miếu gì hết á. Không, nhất định là anh mà, anh giấu em đúng không? Tôi khẳng định lại một lần nữa là tôi không có viết thư hẹn cô tới miếu. Vô lý thiệt, nếu không phải ảnh á thì ai hẹn con? Con hỏi chú hỏi ai? Thôi đi về. Nè, nếu mà anh không cho em về Sài Gòn thì anh cho em quá gian ra bến xe nha. Trời ơi con ơi, không được đâu. Con quên là chú ba dặn con rồi hả? Chú ba dặn con gì? Không được gần gũi với thằng này. Thì có gần đâu, tới bến xe là thôi rồi. Trời ơi. Nè, cho em quá gian ra bến xe được không? Nếu ra bến xe thì được. Đi, mình đi. Trời ơi Hân, đúng là anh Long thiệt rồi. Tại sao anh lại đi với Hân? Anh Long, tại sao anh lại như vậy? Anh từ chối về quê thăm má em với em, vậy mà bây giờ anh đi với Hân. Đây là công việc tài sản bận rộn của anh đó hả? Nghe giải thích cái đã. Xúc. Thật ra thì anh, tại vì anh đi vô miếu anh điều tra, anh biết chuyện đó thì em không có thích. Còn cái chuyện mà gặp Hân chỉ là tình cờ thôi. Anh sợ em không có thích cho nên anh không dám nói. Anh không nói em mới giận á. Và bây giờ em đang rất giận đây. Anh Long, sao tự nhiên hôm nay chị bác sĩ chị giận dữ dữ vậy? Chưa bao giờ em thấy chị vậy luôn á. Nhìn chị đáng sợ quá ha. Trời, cái này chứ đi. Tôi đang năn nỉ người yêu tôi, cô không thấy hả? Còn đứng sắp vô nữa. Nè, sẵn tiện cô giải thích giùm tôi đi. Cô nói là tôi với cô không có gì, giải thích đi. Còn không chịu nói nữa, nói đi. Chị Quỳnh, thật ra là em tình cờ gặp anh Long ở đây thôi à. Mà chị giận dữ quá giờ. Bộ chị với ảnh. Đúng, tôi với anh Duy Long đang yêu nhau. Thì em đừng có làm phiền ảnh nữa được không? Đúng rồi đó, cô nói đúng á. Tôi với Quỳnh đang hạnh phúc, cho nên từ đây về sau á, cô làm ơn đừng có theo tôi nữa có được không? Vậy hả? Em không biết. Xin lỗi anh. Xin lỗi chị. Mày nghe mày, mày quen với cô đó rồi, mày còn dè dãn cáo tao nghe mày. Cô tự đón xe được không? Được mày, tao đưa cháu tao đi được mày. Rảnh quá.
về con. Thôi, kề cổ đi. Đừng giận anh nữa nha. Không giận. Bây giờ mới về thăm má anh đây. Vậy để anh đưa em về. Anh chở em về thăm má nha. Thôi để khi khác đi. Vậy thì để anh đưa em về gần nhà má của em. Xong rồi anh thả em xuống rồi anh về nha. Thôi đừng giận anh nữa mà. Vậy nha, đi.